Chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình quay video này mình muốn giới thiệu tới các bạn một loại cây thuốc nam mà nhà mình đang có ha các bạn. Cây mình muốn giới thiệu hôm nay đó là cây mật gấu hay gọi là cây ra đắng. Đây là bụi cây mật gấu của nhà mình nè các bạn. Nhưng theo mình tìm hiểu thì có hai loại cây mật gấu. Một loại cây mật gấu miền Bắc và một loại cây mật gấu miền Nam. Thì cây nhà mình đang có đây là cây mật gấu miền Nam nha các bạn. Cái công dụng của nó thì mình cũng thấy nó cũng có nhiều công dụng giống nhau lắm. Thì mình sẽ để hình ảnh cây mật gấu miền Bắc lên cho các bạn coi ha. Và các bạn lên Google các bạn tham khảo thêm. Còn hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cây mật gấu miền Nam này ha. Thì cây mật gấu này ở vùng Tây Nguyên của mình thấy rất là nhiều nhà có. Còn ở mấy vùng khác thì mình không biết có nhiều hay không. Thì cây mật gấu này, lá đây các bạn. Đây là bông của nó nha các bạn. Bông của nó nở nó sẽ giống như cái bông cây kích lợn này các bạn. Thì cái mật gấu này là loại cây có rất nhiều vitamin, protein với lại nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể nha các bạn. Mình cũng giới thiệu với các bạn một số tác dụng của nó. Thì cây mật gấu này nó có tác dụng trị xương khớp, đái tháo đường, rồi viêm gan, vàng da, điều trị huyết áp cao, rối loạn tiêu hóa. Hoặc là mình có thể dùng nấu nước uống để thanh nhiệt cơ thể, giải độc gan và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư nha các bạn, như là ung thư dạ dày hoặc là ung thư vú. Cái mật gấu miền Nam này thì nó dễ trồng dễ sống lắm các bạn ạ. Mình chỉ cần chặt một cái nhánh của nó rồi mình cắm xuống đất trong mùa mưa các bạn. Chỉ cần khoảng một tuần thôi là nó đã lên to con rồi. Đây, bên này trước đây mình có chặt một nhánh mà mình cắm xuống để mình cho các bạn coi ha. Đây là cái nhánh mình chặt rồi mình cắm xuống này các bạn. Đó. Nó đang mọc lá lên nè, đang mọc mầm lên này nè. Cây nhà mình bụi to lắm các bạn ạ, trồng chắc mới 4 năm thôi. Thì cây mật gấu này nó rất là tốt dành cho những người bị bệnh tiểu đường, bị huyết áp cao hoặc là bị các vấn đề về tim mạch, hoặc là những người mà thường xuyên sử dụng bia rượu các bạn. Thì dùng cái mật gấu này nó sẽ có tác dụng giải độc cho gan, bảo vệ gan nha các bạn, bảo vệ gan, bảo vệ dạ dày. Những bạn nào mà bị mụn trứng cá nhiều, mình có thể dùng lá mật gấu này mình uống. Nó sẽ giải độc cho cơ thể mình á, nó giảm bớt mụn đi. Những người mà bị bệnh tim mạch hoặc bị bệnh đột quỵ là do trong cơ thể người ta có cái lượng cholesterol nữa các bạn, nó cao quá. Thì cái mật gấu này nó cũng có tác dụng làm giảm cái lượng cholesterol xấu ở trong cơ thể các bạn, và nó sẽ giảm
cái khả năng mình bị tim mạch hoặc bị đột quỵ nhé các bạn. Cây này còn có tác dụng rất là hay nữa, đó là sốt rét. Nếu mình bị sốt rét đó các bạn, mình hái lá mật gấu này khoảng 1 năm thôi, rồi mình sắc với 1 lít nước. Mình sắc để khi nào nó cạn nước còn khoảng 3 bát các bạn, là mình dùng chia đều trong một ngày mình sẽ dùng 3 bát nha các bạn. Thì theo nghiên cứu thì cái mật gấu này thì mình cũng không nên dùng thời gian lâu. Mình chỉ dùng khoảng 2 tuần rồi mình dừng lại nha các bạn. Hoặc những ai đang bị bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp, mình đang dùng mấy cái thuốc đặc trị các bạn, thì mình có thể dùng kết hợp với các này, với cây mật gấu này, nhưng mình sẽ kết hợp với cái liều lượng nhỏ thôi các bạn. Mới đầu mình kết hợp thuốc đặc trị với cái mật gấu này một lượng ít thôi, thì dần dần mình tăng lượng thêm, nhưng mình cũng không nên dừng dừng đột ngột cái thuốc đặc trị mình đang uống nha các bạn. Cái mật gấu này thì cái lá của nó các bạn, cái lá, cái thân của nó rất là đắng. Cái lá này mình ngắt cái lá mình nhai thử thì đắng, rất là đắng luôn. Nhưng một lúc sau nó sẽ có cái hậu nó sẽ ngọt nha các bạn. Mình nhai rồi đắng, nhưng mà một lúc sau thì trong miệng mình sẽ cảm giác nó ngọt. Thân bự lắm các bạn, mới khoảng 4 năm mà lên rất là to luôn. Ở vùng Tây Nguyên này mình thấy nhiều nơi giống nhiều nhà ta trồng để dùng để chắn gió các bạn, tại nó bụi lên cao to, nó dùng để chắn gió. Giờ mình sẽ chặt thử cái thân của cây mật gấu cho các bạn coi cái lõi ở bên trong của nó ha. Đây nha các bạn. Và đây là cái lõi bên trong của nó nè các bạn. Bên trong nó thì có màu vàng nhạt nha các bạn, hơi vàng vàng. Còn cây mật gấu miền Bắc thì cái lõi bên trong của nó sẽ có màu vàng đậm hơn nhiều nha các bạn. Và cái thân, cái rễ của cây mật gấu nè, mình có thể sắc ra lúc còn tươi này, mình có thể lấy dao mình sắc ra, mình phơi khô, mình nấu nước mình uống. Và lá này cũng vậy, lá mình có thể mình hái lá tươi vô mình nấu nước mình uống nha các bạn, hoặc là để lá khô cũng được, mình hái lá vô mình phơi khô mình để uống dần. Và ngoài ra cái thân với cái rễ của nó thì các bạn có thể ngâm rượu uống nữa, mình cũng sắc ra mình ngâm với rượu uống, mình ngâm một thời gian thì được rồi, thì mình những lúc trái gió trở trời mà những ai bị xương khớp phong tê thấp đó các bạn, thì mình có thể những lúc bị đau xương khớp mình có thể lấy ra mình uống, nó giảm bớt cơn đau nha các bạn. Hoặc là lúc mình đang bị rối loạn tiêu hóa mình cũng thể uống vô một ly, nó cũng làm cho mình
giảm bớt bị rối loạn tiêu hóa nữa nha các bạn. Thì hôm nay video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video mình có ích thì cho mình xin một like và một đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Thì những video tiếp theo thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn một số cây thuốc mà có ở xung quanh nhà mình ha. Rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Và sau đây mình sẽ cho mọi người coi hình ảnh của cây mật gấu miền Bắc nha các bạn.